Ok, hello mọi người. Hôm nay mình đang ở Trích Xài, Iron Cup Trích Xài. Hôm nay thì mình sẽ đi cắt tóc, sau đó đi một lát nữa thì mình sẽ đi đón một người rất là đặc biệt. Thực ra là định xong đây là cũng đi đón đấy, bây giờ là khoảng 1 giờ xong rồi khoảng đi ra sân bay đón. Nhưng mà ông ý lại delay từ 2 giờ đến tận 7 giờ tối mới đón, nên là chắc là mình sẽ đi Đi ăn có việc một lát đi ăn. Sau rồi mình sẽ 5 giờ mình sẽ đi đón nghỉ. người rất là đặc biệt. Mình chắc là mình sẽ đi ăn xong mình đi ngủ thôi. Chứ còn giờ mà trời 5 giờ, bây giờ mới 1 giờ, trời 5 giờ tận 6 tiếng thì mình hết sức để có thể làm vlog cho các bạn. Cao đấy, vừa tập rồi. Mày vừa đòi cao hơn mày lại bây giờ thích thật là hàng à? Được rồi. Bảo dù nữa. Không, nó có chất riêng của cho em thêm biết sao đây. Ở đây là có một cái event rất là hay là các bạn hãy sau khi mà cắt tóc xong ấy thì sẽ được một cái phiếu này để keep away trị giá 30 triệu đồng, và chắc chắn là mình không ngoại lệ. Cho em mượn cái bút vậy, mình sẽ dùng nó để có ghi tên, ngày sinh, địa chỉ, trường học. Các bạn ghi đầy đủ rồi thả vào cái thùng là được. Tất cả bác. Và hẹn gặp lại một lát nữa thì mình sẽ đi đón, và hẹn mọi người một lát nữa ở ngoài ô tô sân bay. Ok mọi người, hiện tại thì mình đang ở cộng coffee. Nếu như mà xem được cái video này thì hãy trả tiền bật vờ cho mấy anh em để anh em ngồi vật vờ từ 2 giờ chiều đến 7 giờ tối, 6 rưỡi để đi ra sân bay nhá. Lần này quả delay hơi lâu, delay tận 5 tiếng. Lâu quá, anh em ngồi đợi nãy giờ không biết làm gì cho đến 5 giờ 30 chiều đây. What's up mọi người, bây giờ thì mình sẽ đi lên xe để đi đón. Chỗ này là đang leo. Mà đi xe đạp nguy hiểm hết đấy. Mình vừa mới đáp xuống sân bay quên quên mình vừa mới đến sân bay Nội Bài thì đang tìm cái đường để đang đi vào cái chỗ 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 để vào bên sân bên trong để đón. Đây em đi sang bên này thì ok này, thì may ra mình mới đi có được đi. Ui các bạn ơi, mình vừa mới gặp một thứ rất 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 là đen. Cây đi kiểm tra vệ sinh em rửa phát. Có vẻ như là cũng khá lâu mình không làm vlog ở ngoài, nếu như mình không nhầm thì từ năm ngoái cho đến năm nay là khoảng từ lúc mà mình đi đi Đà Nẵng ấy, là từ năm ngoái cho đến năm nay là mình chưa hề quay một cái vlog nào ở ngoài đời kiểu như này cả. Nhưng mà mình sẽ cố gắng là quay cho mọi người thêm nhiều cái vlog mới, cái vlog hay hơn trong cái thời gian sắp tới, và mong là mọi người sẽ ủng hộ mình. Hello anh. Hello. Bây giờ đạt đấy nhá. Em đạt rồi. Đạt ồ. Vâng. Cái người ấy à. Cảm biết anh nào khi ra đội. Má thấy thời tiết nó cũng nóng y chang như vậy, đéo mát hơn được không cặc gì hết. Nói chung là giống nóng y chang nhau. Giờ ra đây Hà Nội chuẩn bị đi ăn phở Hà Nội. Phở Hà Nội ngon, phở Sài Gòn. Anh đạt đấy rồi. Mở được không? Mở. Mở cốp đi, đây. Có một điều chắc chắn là phở Hà Nội nó ngon, phở Sài Gòn. Ngon lắm. Bây giờ khi ăn phở thì Tùng dẫn đi phở gà có, phở bò có. Phở bò, phở bò. Bò thì sợ bò thứ chỗ bò ngon. Mai cho đi anh, mai cho anh đi ăn phở thìn. Phở thìn ăn rồi. Phở thìn ăn ở Lò Đúc cơ. Đúng rồi.
Ủa không, không chứ ba chỗ đông đông hả? Không, không. Anh cảm nghĩ nào về ăn phở Hà Nội? Ngon như chó, ngon phở Sài Gòn. Độ má với lại một đặc điểm đó là phở đây bán nhiều hơn, nhiều thịt hơn, nhiều bún hơn. Với lại Hà Nội bây giờ nóng như chó, nóng rồi. Mà giá Hà Nội rất là rẻ. Chưa tính tiền nếu biết. Lại nhiều hả? Này chỉ khoảng 35, à 40, 50 nghìn thôi. Rẻ ăn cặt. Cũng y chang Sài Gòn luôn. Y chang à? Hôm Sài Gòn hủ tiếu anh em mình cắt mà. Tại em ăn cái bảo hủ tiếu lòn ngay chỗ mình nó mất mà. Đúng rồi. Bảo hủ tiếu này mà nghe hôi nhẹ mình mất lắm. Mất thì nhờ. Mà bán ngon mà. Ở Hà Nội đâu có bán hủ tiếu như đó đâu. Đó là người Hoa. Tàu á. Khu anh em mình ở khu đấy mà, khu ẩm thực ngon mà. Nhiều nhất Sài Gòn. Ngon nhất luôn. Nhiều nhất tụng mà hẻm nào cũng bán quẹo cái quẹo 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 ăn hoài luôn. Ăn bánh bánh đi nhỉ? Bánh canh đi nhỉ? Ngon. Anh có ý định đi Thái Văn Lung ở Hà Nội không? Phú Đĩ đúng không? Phải không? Thái Văn Lung ở Hà Nội. Ở Phú Đĩ à? Dạ dạ. Đi chứ tụng mẹ gà hội đi chứ. Đi coi gái rồi. Sao bằng Thái Văn Lung được không? Không bằng được. Sao ở đây kín hơn? Đúng không? Ở đây không có gì đấy, ở đây không có gì. Thái Văn Lung ấy, kinh lắm. Ngồi ngoài đường luôn à? Bắt anh luôn đi, anh đi bộ bắt luôn đi bộ ngoài đường ra. Ở trong Sài Gòn á, nó có một con hẻm nằm trên đường như Tôn Đức Thắng nhớ không lầm, là chỉ phục vụ cho khách Nhật thôi. Đụng má vô chổng gái ngồi đầy đường, đụng má phê lắm. Các bạn ngoài Hà Nội mà đụng má đi vô chổng nhớ ghé cái phố Nhật Tôn Đức Thắng là gái ngồi đường đẹp bánh xét. Còn đọc bát anh, bạn anh đi Andy Vũ không? Hả? Còn đọc bát, bạn anh đi Andy Vũ không? Khỏi, đụng má khỏi đọc bát. Mình đâu đi mấy đó đâu, mình đi mấy chỗ kín à. Được. Em mới vay em bảo là gái sinh ra Sài Gòn mà chú biết là đấy không? Ở ngoài nó không công khai như thế cả. Đây hả? Không công khai. Ông má. Con gái Hà Nội nghe nói chảnh lồn đúng không? Chảnh, chảnh thật. Chảnh đâu? Chảnh. Bán mà xinh. Ủa tôi kể cho sao anh gặp cho Hà Nội đâu có nào chảnh với anh đâu ta? Chuyện người đi anh. Mà phải chiên ship cái xe này ra là chạy đủ. các em nó lại tôi đổ luôn chạy em nào chạy. Thổi cua luôn đổ ngay vô phòng. Mà nó sẽ hơi đổ nhiều không? Cũng ít luôn hả? Không rồi. Không, ở đây hầu như toàn là ở đây toàn là ấy thôi. Mua của hãng đấy về chạy luôn. Mà Sài Gòn xe máy độ, xe hơi độ, con cặt thì cũng độ. Trong này có kiểu mấy bách mấy biết như ngoài này không? Có đúng không? Trong này chắc chắn là sẽ sang nhiều em. Sang nhiều hả? Ôi Sài Gòn hả? Sài Gòn nhiều lắm, đủ cái má rôi rôi bên lì nó chạy tay đường. Nhìn qua xe mới được con BMW đẹp rồi nhỉ? Con BMW ấy, con Z4 ấy. Ngoài này ít, ở ngoài này có mỗi mấy tiêu biểu kiểu như ấy đâu. Đẹp được, chứ nhìn quá bạch đẹp ấy. Anh nhớ kiểu như đấu á, nó vừa làm xe anh cũng có làm hai đóng rồi các bạn rồi. Bữa nào thì đánh lộn lắm rồi. Bốc xình. Chơi chung nhưng mà đụ má nó ghét nhau. Đập nó. Chết mẹ bà đang. Mày mua nhiều không? Mày mua rẻ 8 triệu thôi. Chết mẹ ngon quá. Làm cái. Anh em quay bằng cái gì? Điện thoại. Làm cái này bị cái này bé. Bằng điện thoại Samsung đúng không? Đúng rồi, giờ ở lại. Trước em xem cái anh quay trong công viên ấy. Thôi chỉ. Buồn cười lắm. Đụ má anh quay cái điện thoại Samsung từ lúc anh 1.000 sub tới đụ má 250.000 sub luôn, đụ má giờ cũng quay điện thoại. Giờ bây giờ quay sao mà con này? Không, giờ quay dù quay chơi á, là quay bản này, còn quay tiệm, quay mấy cái kia concept đâu á là quay bằng máy. À. Chứ đụ má lấy tiền người ta quay máy này tao chửi chứ mày. nhưng mà anh để ý nha, anh quay điện thoại lúc nào cái view cái hiệu ứng nó cũng cao luôn mấy lồn đấy, đụ má đéo hiểu. Cái từ quay bằng Samsung nó tự nhiên đấy á. Ờ, vui. Là cái nào mà mình nghĩ là mình đầu tư hình ảnh rồi vô á, nhiều đủ máy effect lum la ít view, còn con cặt đứng ngồi nghĩ đầu mẹ mày mua cái này cho tao, cái này đẹp mà view quá trời luôn. Cái tự nhiên mình vui đủ má đéo hiểu, nhiều khi đéo từ iPhone này một bước tiến lớn mình cũng quá. Tôi gửi iPhone rồi, tôi gửi iPhone rồi, tôi gửi iPhone rồi, cả tiệm luôn rồi. Alo. Anh gửi iPhone rồi nhá. Thôi thì mặt iPhone nóng quá rồi. Tình hình thì buổi tối đây vẫn nóng bình thường các bạn. Nóng hơi bị ghê đó. Thì bây giờ tụi mình đang đi qua bên nhà của Tùng để mà lấy xe đi qua nhà của Ben. Từ nhà của Ben. Bây giờ mình nghĩ là anh Andy sẽ đi về Iron Cup Trích Sai để lấy xe, sau đó thì chở anh em đi qua nhà
nhà của Benjamin Trần. Ok. Hôm anh gặp thấy nhà không? Ngày hôm nay anh cảm thấy nhà vui em, anh cảm thấy là anh thích đi Hà Nội hơn Đà Lạt á. Tại vì anh dù gì cũng là người con trai của thành phố, anh thích những cái cảnh nó thành thị hơn là những cái cảnh nông thôn. Tại vì em không có bồ, đi được anh không có bồ. Các bạn nhớ follow mình trên Instagram là andyvũ167. Ok. Mình sẽ ở Hà Nội một thời gian. Thì bạn nào có nhu cầu mà tìm kiếm bạn trai mà tương đối là hơi độc lạ thì kiếm mình.